Dạ luôn anh ạ. Ừ. À anh ạ, con này về chơi được rồi anh. Để làm sao? Em à, nói chung là con này về chơi ok đó. Ok. Mới về mà nó chơi liền rồi. Nhưng mà hỏi thật dạ. Nhá, bây giờ và bạn thấy con đấy có đẹp không đã nào? Có đỉnh không đã nào? Nói chung là con này đẹp. Về nó như là về nó gái rồi, nó gái liền á. Ờ thì về cơ bản nhá, cậu nhìn nhá, dòng đấy là chim bắc của thao chim bu gáy mau, mình đăng như nào với bạn là mặc dù bạn là tin tưởng bạn chuyển tiền cho mình là từ cái con 2 triệu đến bây giờ là con 3 triệu. Mọi vấn đề là anh em mình vẫn cứ chuẩn đúng không? Dạ dạ. Đấy thì thực ra đây là thời gian đầu mà đã được như thế rồi nhá. Bạn mà chim thì bạn chơi chim bạn biết rồi. Quan trọng là phải vần nó, phải tập luyện nó, đúng không? Còn những cái tố chất của nó về hình hài, về màu lông, màu chân đến mắt mỏ rồi dáng dấp nọ kia rồi là nó đã mặc định như thế rồi, không bao giờ thay đổi. Cái giống nó đã được như thế rồi. Còn mình tập luyện tốt nữa thì quá tuyệt vời. Thế bây giờ nó chơi mức độ như nào? Nói chung là nó mới về nhưng mà nó gái rồi, nó mới gái. À rồi. Nói chung là nó ok hơn con trước. Con trước về phải là tuần sau rồi nó mới gái. Thế đấy thì thường là mình ấy chim ra là cứ nó thấp thỏm là anh em là cứ tầm từ một tuần đến vài ngày, tùy có con thì nên ngay, có con thì phải mất một tuần tại vì chim mà nó di chuyển nó. Thì hôm qua như có một cái khách hàng ở Hà Nội cũng chuyển khoản cho mình 3 triệu thì họ bảo là hình như là cũng chơi gì với bạn đấy, thì là qua cái thông tin bạn nói là chơi con này được thì họ cũng có cái niềm tin, họ cũng mua. Cho em hỏi là cái con này là cái con mà anh để lên nó đứng trên tay phải không? Con này thì nó là con để chỉ đứng trên tay nhưng mà bạn chưa tập được đâu, bởi vì mình là nuôi nó, mình gắn liền với nó mà trước là mình toàn cho nó uống nước dãi, cái mùi hơi tay hơi trước cái thứ của mình nó quen. Nó quen. Mình nuôi là nó mình cứ phải anh để cho nên là anh để trên tay là nó đứng liền vậy. Mình để trên tay nó còn gáy luôn á, chứ không phải đứng không á, tại vì nó quen. Nghe là bạn kinh nghiệm một cái chia sẻ là nó uống nước dãi của mình ấy, nó có cái vị thì một là men tiêu hóa, hai là nó rất là thuần, nhanh thuần. Hàng gì em để em tay mà nó đứng thử, nó không đứng. dần phải tập nhá, tại vì mình nó biết mình là người trước là cậu thì nó phải cho nó ăn, cho nó uống, vuốt ve chăm bẵm, dần dần nó sẽ quen thôi mà nhá. Thì em thấy coi như là anh để em tay nó đứng rồi thấy nó cũng khoái, nhưng mà vì em để thử đúng không? Vâng. Rồi ok anh, rồi cảm ơn anh. Rồi bạn là khách hàng ở Đà Nẵng đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi xem mà anh em bạn bè mà có ai chơi thì đấy, qua cái đấy thì giới thiệu. Sau này chắc là ấy kiếm thêm cặp cu đẻ này. Rồi cu đẻ thì hiện giờ nó cứ chơi cái cô mà nó đẻ ở mình thuần thục khoảng 3-4 nứa gì đấy rồi, thì mình chuyển nhượng cho bạn một đôi thì anh em kỷ niệm với nhau. Dạ rồi ok, để khi nào đấy được em alo liên hệ lại bạn. Thích hôm nào thì mình quay clip cho nó đang bón cho con ấy, xong thì nó cái loại mà nó đã cứng theo kiểu là nó mới biết mổ đấy, là mình chuyển cả bố cả mẹ cả con cả gia đình nó về đấy luôn, được một cặp bố cặp mẹ cặp con luôn. Dạ ok rồi, cảm ơn anh. Thế nhá. Dạ rồi chào anh. Tuấn à, mấy mình chip đây mà. Báo chuyển 3 triệu thì thế là ba ông bạn là lấy cùng luôn đúng không? Thì tại vì tôi bảo bạn nó báo với Văn Giang nó nghỉ thì nó bảo với tôi là lấy luôn bên bạn mà để một thể cho nó. Thế là ông bạn là bây giờ nói lại một tí để làm phiếu cho nó chắc ăn này, để mai để chuyển này. Ok. Ông bạn là lấy một con một con đồng rồi, của mình là một con thổ, một con mái đúng không? Rồi một cặp một trống một mái. Một cặp. Rồi. Ok đấy. Địa chỉ là chỗ nào nhỉ? Bạn xem lại đi, 45 Ngô Thị Nhậm ở trong cái tờ thông báo lấy tiền đi. Ngô Thị Nhậm à? 45 Ngô Thị Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Rồi.
Đấy, ở cái thông báo tờ Azim Anh. Rồi. Đấy, cái ông bạn tôi ấy là... Tôi biết ông Cao rồi hả? Tôi biết ông ấy là ông bạn tôi là có cái thằng bóng đỏ, ông chuyển cho nó vào Đà Nẵng có một con đúng không? Rồi. Ông quen ra. Đấy, thì nó mới quen ra thì ông bạn tôi mới gọi điện thì bảo tôi đi Bắc Giang nhưng mà sau thằng kia nó quen ra là nó lấy của ông hay lắm. Thì là nó bảo thì tôi thì ông gọi điện hỏi xem nào xong rằng là rút cùng lấy Bắc Giang nữa anh em mình về mình đi lấy. À, ý là cái ông cái bạn là, cái bạn mà lấy được cái con hụt đấy là bạn ấy nói chuyện với các bạn rồi. Nói chuyện với rồi mới gọi điện ra khoe mà. À, nghĩa là cái ra điện đúng rồi, cái trường hợp đấy là có một ông ở trong Bình Đà Nẵng ở Đà Nẵng gì đấy ông. Ở Đà Nẵng đúng rồi. Rồi. Thì nó ra nó khoe thế là thằng kia nó mới gọi điện nó hỏi tôi bảo tôi không biết thì ông vào mạng ông xem nào cái gì. Thì tôi vào mạng thì bắt đầu tôi lấy số điện thoại của ông, tôi mới liên lạc với ông. À, thế là ông bạn của ông là lại chơi với cả ông. Tôi biết rằng mà nó mua chim nó bị khoe, được khoe. Anh hiểu chưa? Rồi. Thế con của nó thì nó khoe là màu xanh cơ. Xong lại cánh kiên, cánh tiếc gì nó dùng khoe nhiều thứ. Không chim nó ở bảo trên bao bì này, chim đẹp mà. Nó bảo cũng cụ đồng, gồm là tiếng đồng, tiếng tổ đồng. Đâm ra là thằng kia nó bảo thế thì nó lấy giống cũng bạn kia là cũng tổ đồng. Rồi. Đấy, nó là như thế. Để cho chắc cú nhất thì sẽ là nội trong vòng ngày mai hoặc ngày kia nhá. Hai ngày là mình sẽ... Mai là mùng 1 thì bạn không lên chuyển. Thế đấy thì mình đang tăn tăn. Đấy thì thực sự anh em mình cứ nói rõ đấy thì bạn cứ từ bảo vệ không có ruột, đúng không? Không, mình bạn cứ từ từ được, không sao cả. Tại vì tôi rất tin bạn là tôi đã kiệt tiền, không cần biết bạn là ai à. Đúng rồi. Có rất nhiều khách hàng mình như thế, rồi. Mình không sao cả. Yên tâm với những khách hàng đấy. Thì mình rất yên tâm, tại vì đấy, tại sao tôi biết bạn là như thế, tại vì thằng ở trong kia nó khoe, thế là nó mới khoe, nó bảo thế thì không mua Bắc Giang nữa, anh em mình không lấy Bắc Giang nữa, mà lấy ở Ba Vì này, ơi, nó xa, nhưng mà... Tôi thấy thằng kia nó khoe lấy hay lắm rồi thì hôm nọ cái vì một lần thì bọn tôi đi Hải Phòng thế là cũng gặp nhưng mà Hải Phòng không hay lắm. Thế thế là nó mình là biết nào, nhưng mà anh em ở trong khu miền Nam hoặc là miền ấy là họ hay gọi thích cậu ông, đúng rồi, tại vì nó bảo trong này cũng nhiều người mua lắm mà giới thiệu thì tôi mới biết thằng này thì nó ở Đà Nẵng nó mua rồi. Nó được giới thiệu chứ nó cũng không biết chắc chắn. Rồi. Duyên nó là như thế, bạn thì sao rồi không? Rồi. Đấy thì hứa với bạn mình sẽ chuyển cho bạn ba con đúng tiêu chí. Ok. Nói chung là sang tuần sau thì bạn cứ chuyển nào được, còn ngày mai là mùng 1 thì mình không muốn. Rồi. Muốn gọi lại như thế để cho anh em mình nói chuyện cho nó chắc chắn và để bạn cũng xót ruột. Ok, mình hiểu ngay, mình không phải... Tại vì hôm nay mình cũng cố tình mình phải chuyển tiền cho bạn ngay, tại vì mai 1 mình không muốn chuyển. Ok, thế nhá. Ok. Ok, cảm ơn.